Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Số thoại đặt hàng mình là 0355 356 356 nha anh em. Mình ở ngay ngã tư chợ Phước Cát, cách Tiên Lâm Đồng nha. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ mới các loại nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước, cọc vì theo 50k cho máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì em vui lòng cọc 100.000 vì theo bằng hình thức chuyển con ở hàng. Hoặc anh em mã số thi cào thì đều được nhận được là ok nha anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Máy bán ra mình sẽ bao đổi trả bao test cho anh em 1 tháng nếu lỗi máy bên mình ha. Sẽ dán cường lực và kèm bộ sạc cho anh em nên em yên tâm nha. Máy và mình có cái kênh cái nhóm Zalo anh em báo giá máy cũ nha. Anh em tham gia nhóm để lựa chọn cái máy ưng ý mua cho nó nhanh nha anh em. Nhiều khi mình đang đây trước đang YouTube nên anh em nếu mà ưng cái máy nào mà bên này á hợp ý á, anh em alo trực tiếp, mình có ghim tin nhắn trên đầu đó đầu bảng này ha. Hai số điện thoại đặt hàng gọi thẳng cho mình nha. Thì sẽ mua hàng nhanh hơn nhắn Zalo nha anh em, đó là cái link tham gia nhóm này. Anh em chụp màn hình quét link này cũng được. Quét mã QR đem Zalo á, hoặc là anh em tham gia bằng cái đường link dưới phần mô tả video mình có để ha. Nên anh em nhớ tham gia để sưu tầm máy cho riêng mình nha anh em. Máy riêng máy tất cả cái dòng máy mình có hay có thì đem trong nhóm này. Và nhóm mình hiện tại được có gần 200 thành viên. Rồi không dài dòng nữa, xin giới thiệu máy cho này nha cho anh em trên kênh nha. Oppo A1K còn nha anh em, cần alo ha. 32GB. Con này RAM 232, lưng đẹp, màn thì xuất sắc nhẹ, nghe đây bích nhẹ xíu thì siêu thôi. Cảm ơn ngược mà ha, máy riêng nguyên Oppo A1K. Để anh em con này thì giá bao nhiêu rồi đây, con này để anh em 950 thôi cho nha, 950k kèm bộ sạc Zenfone 3 Max, RAM 332, pin 4000. Con này thì để anh em 950 luôn. Cảm ơn ngược mà nha, máy full chức năng, riêng full chức năng 950 luôn. Mi 5 lút, RAM 464, pin 4000, máy ring, lưng kính sườn viền các kiểu, nói chung là máy tổng thể đẹp. Con này thì đến em 1.3 triệu. 1.3 triệu nha em, máy full chức năng. Kính khá là đẹp. Oppo F5, lưng kính xuất sắc hơn 5 tháng rồi, có cái lưng cũ cũ ha, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Pin 3.2. Máy chức năng ok, full chức năng nha. Màn sáng đẹp. Máy con này thì anh em Zalo, Facebook, YouTube thì bao anh em xài thoải mái rồi. Wi-Fi thì bao mạnh mẽ nha. Bao mạnh mẽ. Máy con này thì dành anh em giải trí nhẹ thôi, không có chơi game nổi đâu anh em. Là 432GB. Con này 1.2 triệu. Rim. Lưng sau thì có xuất sắc thêm 5 tháng rồi. 32GB. Lưng sau 6 nha, không được đẹp nha. Đường cái màn sáng đẹp. Rim. RAM 3, bộ nhớ 32, để anh em 950 thôi. 950, còn thì alo cho mình ha, một cái duy nhất. Oppo F1V kép, máy riêng, lưng sau thì có nhầm xuống tay 5 tháng nha. RAM 3, bộ nhớ 16GB. RAM 3, 16, lưng đẹp, kính đẹp. Biết con này còn pin không đây? Này nhiều chất mới hết pin rồi. Còn, lúc mua nó hơi cứng. Vệ sinh lại là sập đó, ok nha, cảm ơn mượt mà nha. 790k, cần alo cho mình nha. RAM 3GB, 790k. Samsung J600, máy riêng, lưng đẹp, kính đẹp ha. Tất cả chức năng full, màn sáng đẹp, xuất sắc nhẹ theo 5 tháng thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này để anh em 1.1 triệu nha. Màn riêng nguyên. J6, RAM 332, 1.1 triệu. Một con Redmi Note 5, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000. Chức năng hoạt động bao ngon lành cành đào luôn. Máy full chức năng nha. Wi-Fi các kiểu con đà điếu. Redmi Note 5 990.000 anh em, 990k. Những con máy cực rẻ cho anh em sưu tầm. Một con Renault 2F, màn hình 6.5 inch, RAM 8, 128GB, pin 4.5 5. Lưng đẹp nha. Màn thay mới rồi nha anh em, có sao nói vậy. Cho dễ để mất lòng. Đó. Máy full chức năng. Ok, 2F giá 2.3 triệu. Samsung A04s, máy riêng full đẹp, len ke 98.9, RAM 464GB, pin 5000. Chức năng hoạt động ok. A04s thì anh em biết rồi, mẫu này máy đời mới, dòng mới ra. Chức năng thì anh em khỏi phải bàn nha, tại vì nó là máy mới rồi. Mẫu này thì mới ra trong năm nay,
để mình cập nhật cái wifi cho nó cập nhật máy lại cho nó mới luôn. Ok, A04S để anh em giá 2,5 triệu nha. A12 lưng khá là đẹp nha, RAM 428GB, màn hình 6,5 inch và pin 5000, màn sáng đẹp, đại giá kính cường lực rồi, con này mới hết pin. Con này 22 nha anh em, 2,2 triệu nha. A12 cực kỳ đẹp đẽ luôn. Lưng này là dạng lưng zin nha anh em, phải lưng thay tầm bậy đâu nha, 2,2 triệu. Y21S RAM 628, pin 5000, máy đẹp 98, full chức năng nguyên zin, đẹp từ A tới Á luôn. Máy cảm ứng mượt mà, sáng đẹp, 2,5 triệu. A70 full RAM 628, pin 4000, chức năng hoạt động ok, sườn viền xuất sắc nhẹ, màn zin sáng đẹp, màn zin sáng đẹp nha anh em. A70 RAM 628 thì nói chung là thời điểm hiện tại anh em xài rất là ok rồi, không có gì phải lên tên con này. Wi-Fi mạnh nha, con này 28 nha anh em. Mi 10 Pro Note 10 Pro của Xiaomi, màn RAM 8 128, pin 5000, chức năng hoạt động ok, máy đẹp, khá là đẹp, đánh giá tầm 98 nha, xuất sắc, viền sườn nhẹ. Con này bao game riết thì anh em chơi yên tâm rồi. Từ dòng Xiaomi thì anh em biết khá là mượt mà, RAM tính là 11GB. Để anh em giá yêu thương nha, 3,3 triệu thôi anh em, còn chút lẻ anh em, 3,3. Reno 5 Oppo máy riêng, màn hình 6.43, RAM 828, pin 4310, chip 720G, chạy bao mát máy nha, máy riêng full. Rồi tôi còn pin không, máy rất là ok, đẹp đẽ cho anh em luôn. Để anh em 3,9 triệu nha. Một con Renault Bay Z 5G, máy khá là riêng đẹp, 98,5, RAM 828 luôn, pin con này như là 4,5 triệu, màn riêng, máy riêng, chức năng yên tâm về chức năng nha anh em. Pin 4,5 triệu này, Bay Z 5G 128GB, chip 695 5G octa-core. Nói chung là mọi chức năng đều ok hết, và máy công an công ty tầm 2,5 tháng. Con này để anh em 4,2 triệu. Oppo F11 Pro, camera thì thuộc thò rồi, anh em biết cái dòng này là rất là chuẩn nha, RAM 628GB, máy riêng, lưng sau xuất anh em thấy kính đẹp, bao máy ngon rơ lành, cành đào riêng nguyên cho anh em. Đó, chức năng hoạt động rất là đẹp nha, 2,1 triệu thôi nè. A32 của Samsung, máy riêng, lưng 6 theo 5 tháng rồi, xuất sắc nhẹ này, RAM 628, pin 5000, chức năng bao phê, pin 5000 và rất là ổn định về chức năng. Mình bật wifi luôn cho nó cập nhật ứng dụng. Samsung A32 nha anh em. Con này để anh em 28. Samsung A51 RAM 628GB luôn, pin 5000 luôn. Lưng đẹp, kính đẹp, sườn có xuất sắc nhẹ. Con này màn thay mới nha anh em, màn thay AMOLED mới đó. Nhìn cái nước màu là biết ngay. Đó. A51 2,2 triệu. 2,2 triệu nha anh em. Khá là mềm. A93 của Oppo máy riêng, con này thì riêng từ A tới Á rồi, lưng thì có xuất sắc nhẹ nha, RAM 8 128, màn AMOLED sáng đẹp, chức năng hoạt động ok, RAM 828GB, Oppo A93 máy khá là mượt mà nha, full chức năng, 3,000,000 tròn nha. Con Renault 6Z 5G máy riêng, lưng sau thì có xuất sắc nhẹ thêm 5 tháng nha, máy riêng full nha, miếng giá này còn nguyên. Đó, lột ra đẹp không có chỗ chơi luôn này, 99,9 luôn. Đó, RAM 8 128GB, con này để anh em 3,7 triệu thôi. A71 máy riêng full, lưng thay mới rồi chứ, cái lưng thay mới nha, còn màn sáng đẹp, màn riêng theo máy nha. Đó, con này RAM 8 128GB, pin 4,5 triệu và chip 730, khá là mạnh nha. Để anh em 3,8, con này để anh em 3,8 nha. A71 con nó chín rồi của Xiaomi,
con này thì 3,1 triệu nha anh em, 3,1 triệu ha. RAM 628 đi, bằng 6.67 và pin con này 5020 luôn, khá là mạnh mẽ. 128 9 rồi 31. Một con Renault 8T máy bảo hành còn 1 năm. Đó, RAM 8 bộ nhớ 256 GB. Nói chung bảo hành là còn 5 nha anh em. Đó. 256 pin 5000. RAM 8 cộng 4. Con này thì mượt mà nó là bao phê rồi. Chả có gì mà đây nghi ngờ em mày đó. Tự nhiên mới rồi. 5,9 triệu nha anh em. Nhanh gọn để chốt nha. Rồi clip này xin tạm dừng thôi. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Và nhớ tham gia cái group Zalo của mình nha anh em để xem máy cũ nha. Thân ái chào anh em, hẹn anh em clip ngày mai.